Thứ nhất là dựa vào nguồn nhiệt thể. Thứ hai là triệu chứng lâm sàng. Thứ ba là mặt cầu hải con trong máu. Thứ tư là nhiễm dịch gây đối với trường hợp sáng nó lớn thì nó gan hiện nay á, nếu như một người đến ta phải dùng hai sườn phải thì lỗi đó là họ người ta ở đâu, họ đó ở Quảng Trị chẳng hạn, là đó là bị dịch thể. Và thứ hai, bệnh nhân nói ta phải dùng hai sườn phải. Thứ ba, mình nghi ngờ bắt đầu cho ta là không xuất phát thấy bệnh cầu hải con trong máu tăng, đó là chúng ta nghi ngờ là gan nhiễm sáng nó lớn là gan. Chúng ta tiếp tục cho làm một cái những gì tập ELISA, tức là tiền kháng thể kháng sáng nó lớn là gan. Nếu nó dương tính là chúng ta điều trị. Và ngoài ra người ta cho làm mấy cái chẩn đoán khác như siêu âm gan, vân vân. Siêu âm gan là để coi cái tổn thương lớn hay nhỏ vân vân để dự đoán thời gian điều trị và cái tiến triển gan sau này. Thì cái siêu âm gan thường rất khó, người ta rất giống với ung thư gan bởi vì nó tổn thương không đều. Và khi mà chúng ta điều trị thì những cuộc sáng qua quá trình điều trị thì 3 đến 6 tháng sau nó phải biến thành quá vô nếu điều trị được quả. Sáng nó nhỏ hơi gan chủ yếu là tiền kính tâm phân, mấy cái này tiền kính tâm phân đó. Thứ hai là sáng nó lớn hơn rồi tiền kính tâm phân, sáng nó phổi kính tâm phân hoặc là về điều trị thì thứ nhất sáng nó lớn, hai là thuốc. Bây giờ hai loại thuốc này thì Tiflametazone Ezetimibe là thuốc hiện nay đang sử dụng, liều của nó là 10mg một ký. Thường là người ta khuyên là uống sau một bữa ăn no có mỡ, cái gì loại này ta không cần nói nhiều, nó sẽ thuốc cho đêm đến cái vị trí cần dùng, đó là đưa lên đêm. Còn cái metazone này á, thì trong trường hợp mà những cái dùng mà người ta làm công tác và biết ta sáng lái xe mà không có các metazone thì phải dùng cái BOD, nhưng mà BOD này có nhiều tác dụng phụ. Sau khi điều trị xong rồi nghĩa dài 3 tháng sau là lại coi có chứng sáng vân vân. Nếu 3 tháng sau là 3 lần xét nghiệm trong 3 ngày liên tục không thấy chứng, đó là kết quả là hiệu quả. Còn nếu như mà nó còn, chúng ta tính tiếp điều thứ hai gấp đôi lên. Thứ hai là sáng lá nhỏ hơi gan. Trong hai loại thuốc hồi xưa nhiều loại thuốc lắm, trong các loại thuốc này được đánh đập Lumen và Clarin, thì hiện nay Clarin cái tên là thuốc chịu hóa. Điều của nó 30mg 2 lần ngày 3 ngày. Sáng nó lớn là ruột thì hai loại, loại nhất điều trị sáng giải và Brand Cartel, hai loại này thì Brand Cartel điều trị hiệu quả hơn. Sáng lá phổi thì trong ba loại thuốc có thể điều trị, nhưng mà hiện nay người ta khuyên là Brand Cartel. Làm chất liệu nếu quá trường hợp chúng ta có 3 lần thuốc để trên nên điều trị cho lá phổi bằng Tamiflu. Trên nước cơm ăn thì trong trường hợp sáng lá nhỏ ăn ruột thì chúng ta sử dụng liều điều trị Tamiflu giống như điều trị sáng liều giống như là sáng lá lớn ăn ruột. Thì hiện nay cái thuốc điều trị sáng đa số là Ramipentel, vì trường hợp sáng nó lớn hay gan thì cái Ramipentel không có tác dụng thật, còn các loại sáng khác có điều tác dụng thật. Người phòng bệnh thứ nhất, sáng nó lớn hay gan là chúng ta không, thứ nhất là về cá nhân đó là không ăn các loại rau sống trong vòng. Thứ hai là tập viên, thứ hai
là nên trồng rau ở xa vườn các chuồng nuôi trâu bò. Thứ hai là sáng vừa học phòng bệnh sáng đó thì nói nghe, thì đối với một số nơi mà lấy con tươi với rau thì ta khuyên là nên là ngũ phần ít nhất là 4-5 ngàn. Thứ hai nữa là không đi cầu tiêu ao cá, không cho cá ăn phân. Thì các nghiên cứu về về tinh dược phòng người ta thấy về việc hai cái này, thứ nhất là cho ngũ phân, thứ hai là về kéo cầm tiêu ao cá thì cái tiền mình diễn số lá lớn hơn khá nhỏ hơn nghe cái điều đó nó giảm cái độ. Thứ ba là sáng nó lớn hơn ruộng, tức là cá nhân là không ăn các loại cây tự sinh sống, và đồng thời ở đây là chúng ta không nuôi, không lấy mèo để cho heo ăn. Bởi vì con sáo nó lớn cái ruột này là người nó có thể chịu bên trên con heo, thì cái bệnh nó kéo dài để thử cái nó có môi trường, nó có cái dây truyền nhiễm đó, thì trong đó cái nguồn nhiễm đó là chính là heo, heo đang bèo cho mình chiếc ra chín cái con ruột. Con sáo nó nhỏ ruột này á, ngoài người có thể làm như thì chúng ta nói gì con mèo, chó, gấu, chồn, v.v. Cái loại sáo lá này nó dị thú này. Sáo lá nhỏ ruột chủ yếu là không ăn, chủ yếu là không ăn các cái thức ăn như là nghêu, ốc, sống của mình còn có một chút cá, không ăn đổi cá, nghêu, ốc, có một chút. Sáo lá phổi thì không ăn tôm, cua, nướng. Đó là cái loại sáng mà ký sinh người. Cái loại thứ hai là sáng máng. Sáng máng là sáng đâu? Thì trước có sáng máng là sáng gì? Sáng máng gì? Thứ nhất, đây là loại sáng mà nó đơn tính, cái là khác các loại sáng này. Thì cái sáng này nó có một đường và một cái viên kích thước từ 1cm đến 2cm tùy theo loài. Và đặc biệt cái dạng của nó là con đực nó có trái ở ngoài sân cao của nó, nó có hai cái phần nó cuốn lại giống như cái máng để cho cái cá nằm bên trong này, cho nên mình sáng máng. Thì đó cũng có điểm nghiệm nếu buồn cái hồn, và đặc biệt cái tinh hoàng của nó, số lượng tinh hoàng từ 4-7 cái tùy theo từng loài. Ở đây là banh tràng, sau đó banh tràng nhập lại phía sau và cái banh tràng nhất. Thì cái banh tràng này, người ta coi cái banh tràng di tích này để định danh đây là sáng gì. Có nhiều con sáng á, cái hình đi quá sau banh tràng phía trên nó xuống nuốt gần cái đuôi nó chặt lại, như vậy banh tràng di tích rất ngắn. Nhưng mà có loại á thì nó chặt cây ở phía trên này, như vậy banh tràng di tích dài. À, người ta coi cái banh tràng chiều dài của đó để xác định. Thứ hai là một số người đoàn coi trứng ở trong cái con cái, thì chúng ta đếm cái số lượng trứng được xác định. Và thứ ba là chúng ta đếm số lượng tinh hoàng. Thì trong cuốn sáng này chúng ta có ha, đây là cái tinh hoàng khi mà chúng ta làm cái tiêu bản ép ra để xác định cái đơn sáng để lấy được tinh hoàng. Thì chúng ta học thì có những cái loại sáng máng, đây là hematoyum, mansoni, lacoyum và mansoni. Thì con mansoni này á, chủ yếu hút là tinh dọc sông Mekong và nó gây bệnh ở Campuchia, Lào, vân vân. Và nó hình dạng rất giống với Dabonicum, cho nên chúng ta không học Dabonicum đại diện đâu. Để chúng ta phân biệt như sao? Khi nhất vỏ bột ngoài của nó thì hematium á, nó có gai bì, nó cũng nổi lên gai bì nhưng mà nó nhỏ, còn con manso gai bì nó to và con rabo nó béo, nên là nó không có gai bì. Như vậy nhìn vào mặt dạng con sáng, gai bì to là ta biết con manso. Thứ hai là cái thứ này coi nhớ là không cần nhớ, luôn luôn không được cái nó ngắn hơn con sáng. Và cái tinh hoàng, đây là số lượng tinh hoàng. Và cái tử cung, tôi kêu trứng thì cái mansoni là chứa rất cái tử cung có mấy cái trứng mà nhiều nhất là con rabo. Và cái manh tràng duy nhất
ngang nhất là con Gabo và nhà nhất là con Mansuri. Bây giờ mình nhìn vào con sáng mà để lên đó, chủ yếu là thấy cái đặc biệt là ba và chúng ta tràn lên là tràn nhất mức già và chúng ta xác định đó là con Mansuri. Hoặc là thấy con sáng và da nó tán và cái mang tràn nhất rất ngắn thì biết đó là con Gabo. Về phía chứng có kích thước hình bầu dục, hình bầu dục kích thước 140 mm, rất giống với kích thước của trứng sa la lớn. Còn ở đây hình cầu kích thước 80 nha. Nhưng mà một đặc điểm không bao giờ chúng ta cần phải làm hả, nó rất dễ, đó là vì con hematogen nó có đủ ở cuối đường, nó có cái gan. Còn cái con Mansuri nó bên hông có cái gan, con này có cái gai nhỏ ở bụng thân, con này rất tương đối quá là to, cái gai nó rất nhỏ, 12 cái gai này rất lớn. Đặc điểm thứ ba là trứng này, tất cả các loại trứng sáng bán đều có phôi ngay từ lúc nó sinh. Như vậy hình dạng trứng á, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái trứng coi nó cuối của trứng nó có cái gai, đó là đêm mai. Ở bên hông có gai, đó là con xô tròn ở bầu này. Bên hông có gai, đó là trứng của con xô. Đây là cái gai bì lớn này, gai bì nhỏ này, và không có gai bì. Đây là cái gai bì lớn, nghe là con xô viên của bầy, thì không có gai bì lớn. Đây là trứng. Trứng da bồi cung mới rất khó thấy à, này chỉ là cái dài một xíu này không lớn này, có số 100 cho một con 400 cho cái dài này, cái dài này rất khó thấy. Nhưng mà hai loại con này có gì vũ trường này hematogen, đây là Mansuri và bên trong này đó chứa phôi. À, đây là cái ấu trùng đuôi đắp ở trong tay thì nó cũng tạo ra bởi vì nó là loại sáng cho nên nó có cái ấu trùng đuôi, thì đối với con sáng láng ấu trùng đuôi nó khác với con sáng lá, nó đổi là ấu trùng đuôi, cái đuôi nó để thay ra. Đây là nhà của cấu một đuôi, nó cũng ở trên đầu có cái gai, cái gai này nhớ cái gai này là nó đâm vào người ra, và thứ hai đó là nó có những cái tuyến thì nó tiến ra các cái, đây là các cái kết phá của dưới ruột bị người. Về quy trình phát triển, thứ nhất chúng ta đó, đây là loại sáng ký sinh trong hệ tĩnh mạch. Thì gồm có nếu con em mang cái dung ký sinh ở tĩnh mạch bàng quang và tĩnh mạch lắc. Băng sô thea ký sinh ở tĩnh mạch bàng treo bụng dưới hoặc là tĩnh mạch bụng vô. Đa vô là tĩnh mạch bàng treo bụng trên hoặc là tĩnh mạch bụng lắc. Thì đây là ký sinh. Khi vào trong nó ký sinh trong hệ tĩnh mạch như vậy nó ăn các cái gì, đó là nó có thể nó ăn máu qua cái miệng của nó, nhưng mà số lượng không bao nhiêu, còn đa số là các chất dinh dưỡng thấm từ con máu vào trong thân qua hệ tĩnh mạch thấu. Thì con hematogen ký sinh bệnh gây ra con hematogen khi mà đó để nó đã đứng rồi thì cái trứng là từ tĩnh mạch bàng quang trở lên là phải vào rớt vào trong bàng quang để theo cái tiểu ra ngoài. Còn cái tĩnh mạch, còn những con mà ký sinh ở các tĩnh mạch của đường tiêu hóa như là tĩnh mạch bạch treo dưới hoặc là tĩnh mạch bạch treo cơ thì trứng sẽ rớt vào trong cái lòng buồng để từ đó ra ngoài. Như vậy á, ta lấy tĩnh mạch con em tôi dương là theo cái tiểu ra ngoài, còn các măng xô và ta cô thì theo phân ra ngoài. Ra ngoài thì nó cũng cho ra ấu trùng lót
có đường ranh là Mirasium và thu hút bởi một loại rác tùy theo từng loại. Kulinis, Lanokis, Okuomelia và Kikula Mokran. Sau đó trong cái sách này đó, có một lần cũng mất tạo thành cái túi là các về da 1, về da 2 và cuối cùng cho ra ốm vui. Mà là Puro, Sàn Kaya, Puro này để đôi ra, Sàn ốm vui để 2. Và sau đó thì con này nhiễm vào người là do gì không? Khi con này bơi trong nước, chúng ta bơi nổi với trong cái ao hồ mà có con này, nó sẽ xuyên qua cái da. Và xuyên qua da xong rồi nó vào hệ tuần hoàn. Và từ đó theo hệ tuần hoàn nó lên nổi dần đến các hệ tế bào. Rồi đây chúng ta nhớ ha, thứ nhất vị trí thí sinh và chất, những chất tuyến mà có thể chẳng đoán xác định đó là thực tiễn rồi. Trong bốn cái này chúng ta nhớ tóc Tricula apta, đây là cái con Megosi, con này có khả năng diễn vào Việt Nam, có diễn vào Lào và cô nhớ nhiều như là phát triển thì đây một số nơi mà như là mấy cái thử nghiệm á, người ta đi cứu bắt này, nếu như bắt này phát triển thì rất nhiều cái đó ta sẽ báo cáo là có hạn bây giờ có 30% nhìn các sự kiện tóc thì cũng là chống một vòng diễn sáng bé là người ta thì sáng bé này chủ yếu là ở Phi Châu và tôi nghĩ là tin trong hiện nay trong chương trình chống bệnh tí sinh trùng thì của tổ chức y tế thế giới thì chống bệnh sáng bé là những hạng thứ hai. Đầu tiên là chống cái sinh trùng ruột, thứ hai là chống con sáng máy. Thì con sáng máy này hiện nay tốt lượng khoảng chừng 330 triệu người chủ yếu ở đảo Phi Châu. Và ở lại vùng Ai Cập này, nhất là dọc theo cái sông Nhiên á, các nghe diễn đến 80% là bị sáng máy. Cho nên tỷ lệ diễn rất cao. Em An Liêm thì ngoài á, nó có cái diễn bất khỉ là chủ yếu là trong khu vực châu Phi, thì đã dùng Ai Cập, có đồng hồ nhiên. Pantonia là địa diễn hai nơi, châu Phi trong Mỹ Tây Tinh. Khỉ và các loài ẩm nhấm, da vô tinh thì chó, ở đâu còn ở đâu. Nê Căng Phi thì diễn chủ yếu là chó. Và hai nơi đó là Đào và Công Chia. Do đó thì ta mới thử nghiệm cái nơi này có diễn cái con kia không, nó bắt cho con đấy, bắt cho con thả xuống nước, bắt cho con thả xuống nước một thời gian xa, xong rồi người ta mới coi trong các thực phẩm của chó nó có cái ổ bụng hoặc là cho con tự tăng về triệu chứng. Triệu chứng bệnh của sáng mé đó là thực mạch là do trứng gây ra chứ không phải của sáng gây ra. Thứ nhất, giai đoạn đầu, khi mà người ta tiếp xúc với nước, ố đường đuôi cái hai xâm nhập vào da, nó tiết ra các chất men để phá hủy da. Lúc này bệnh nhân sẽ cảm giác bị tê chứ. Sau đó, khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau, nó ngứa. Và khoảng 4 giờ sau thì trở lại nổi về tay. Và không điều trị gì thì khoảng 3-4 ngày sau thì nó sẽ mất. Thứ hai, giai đoạn đầu đó, giai đoạn thứ hai là giai đoạn ốm cùng di chuyển đến nơi ký sinh. Lúc này triệu chứng gây ra là do cơ thể phản ứng với các chất tuyến của sang. Thì lúc đó bệnh nhân thường là gây các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nổi về đây, đau khớp, ngứa mỏi và xét nghiệm máu lúc này. Bạch cầu con tính có thể tăng từ 20-60% tùy theo từng loại sáng bé. Thứ hai, sau đó thì nó giai đoạn
sáng ký sinh và gây vợ tiền cho loài nhất ta coi là Mansonia. Mansonia là ký sinh để tĩnh mạch mạch treo được dưới vào mô có gây bệnh chủ yếu là rồi. Thì khi con sáng đang ký sinh ở tĩnh mạch mạch treo được dưới có thể đã ra các trứng, số lượng trứng này sẽ đen lõi vào, đặc biệt cái trứng sáng bé nó tiết ra cái chất phá hủy rồi đi, cho nên sáng đến các tầng ruột để phá hủy tầng ruột để rớt vào trong lòng ruột theo con ra ngoài. Nhưng số lượng trứng rớt ra ngoài chỉ có 1/3 thôi, còn 2/3 còn lại nó bám ở trên cái niêm mạc ruột, có gây viêm ruột. Lúc này bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau bụng, đi tiêu, nhầy máu, sốt, vân vân. Thứ hai, một số trường hợp chúng có thể đến gan và lấp. Gây nó tắc các tĩnh mạch gan và lấp, làm cho gan to, lấp to. Đặc biệt cái gan to đây là cái mặt, nếu ta khám sờ nhẹ lên cái mặt gan nó có cái cách thông, sờ lên giống như tĩnh mạch nó có những cái độ tốt. Thứ hai, con da vô như cung, con này ký sinh ở tĩnh mạch bàn treo bụng trên hoặc tĩnh mạch cửa, cho nên nó gây hai cái triệu chứng đầu tiên, đó là gan và lấp. Và khi trứng nó rớt vào, một số trứng có thể rớt vào trong lòng ruột, còn đa số nó đớn các tĩnh mạch gan và lấp, nó làm cho tắc tĩnh mạch gan và lấp, gan to dữ dội và lấp to quá rốn. Và thường những người mà tắc bệnh này đưa suy tiệt thùng ống ra lớn và gan lấp to. Ngoài ra một số trường hợp các gan môn cũng có thể bám trên cái màng ruột để gây viêm ruột cho nó ít càng hơn. Thứ ba là he ma con dung ký sinh ở tĩnh mạch bàng quang, cho nên trứng sẽ rớt vào trong bàng quang để theo cái tiểu ra ngoài. Một số trường hợp trứng bám lên bàng quang, giai đoạn đầu tiên nó bám lên bàng quang thì nó gây cái đốt trắng màu trắng kích thước không khoảng chừng 0.3 mm. Sau đó thì cái đốt này nó lở rát ra giống như là cái rát ở một cái cá mặt người, ở người kích thước khoảng chừng 1 mm. Và đến giai đoạn 3, khoảng dài 3 tháng sau thì các đốt này nó to lên ví dụ 1 cm và hình dạng giống như là cái dâu tây màu đỏ cụm vào rất dễ chảy máu. Bệnh nhân bị như thế này á thì tái căng, tái khó, tái ra máu. Và đi khám á ấn lên cái chỗ bụng sinh mô và chân đau. Cái biến chứng á thì thứ nhất, một số trường hợp thay vì cái trứng nó rớt vào trong lòng bàng quang, nó đi nó vào trong ống niệu, nó gây tắc ống niệu đưa đến suy thận thiếu nước. Thứ hai, nó đến cơ quan sinh dục, nam giới nó gây viêm túi tinh có thể đưa đến tiểu cầu. Nó bám vào ở trên cái bàn trong, cái bàn trong của tử cung, nó gây chảy máu, thoát huyết liên tục. Và cái men do cái trứng gây ra, đó là hemolytic enzyme, cái men phá hủy mô nó đi, nó bám vào chiếc cái men này, nó làm cho mấy cái protein đó, ví dụ như biểu mô bằng nó bằng quang thì nó phá hủy cái biểu mô bằng quang, nó liền phá hủy biểu mô, thì là do cái men này hemolytic. Đây là gan to, lấp to, nó bị cái đen, nó bị sang máy hoặc sụn đi. Về những đó, thứ nhất ta dựa vào tiền căn cái lần từ lộ trước, vân vân, tiếp xúc là lâm sàng, thứ hai là bệnh sắc đi. Máu, luôn luôn thường là heo đi tăng. Thứ hai, lấy phân hoặc chất tiểu tìm chứng vì ta chúng ta nghi ngờ nguyên nhân. Thứ ba là làm phản ứng miễn dịch, điện quang và bị di, quần quang và bệnh di. Thứ tư là làm trắc nghiệm. Thứ nhất người ta gọi là cách mô gan đi đi. Ta lấy cái Furosakaya, con này thì còn sống rồi. Lấy Furosakaya, xong người ta nhỏ cái thanh bệnh nhân nghi ngờ lên. Nếu như mà đúng là người này mắc bệnh thì cái con Furosakaya này nó bị hư cái lớp vỏ này. Đó là mô gan đi đi.
Cái thứ hai là cử vị Oliver Gamalek là lấy cái trứng còn sống. Cái trứng sống là khi chúng ta để cái trứng vị thấy các cô giúp cho này. Và khi nhận bắt cái thành này thì ta thấy chung quanh nó tủa và là tủa móng tay. Tủa nó tròn giống như móng tay này, là móng tay. Thì đây là kết quả dương tính. Điều trị trong các loại sáng điều trị chủ yếu đặt ra viên cách theo, ngoài ra còn nhiều các loại thuốc khác như là cái thuốc này điều trị hiệu quả cả 3 lần thường là liều 40% thường là liều điều trị duy nhất, nhưng mà nếu như còn thái còn không kết quả thì người ta gấp đôi cái liều lên và điều trị 2 ngày hoặc là liều này điều trị 2 ngày hoặc là tăng cái liều lên. Còn bệnh thì chúng ta phải điều trị người bệnh, thứ hai là vệ sinh môi trường, cắt lỏng ốc và bảo vệ da bằng pentin phthalate. Đây là ốm của tôi thứ hai. Dịp 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 xâm nhập vào da, ốm của người da này tuy từ lộ cái nước thì da nó được tiếp xúc với da, nó xâm nhập vào da và đã đem cái này từ thằng các bạn. Còn lại 6 tháng nữa, đó là 6 tháng mà ở người dân đồng bằng sông Cửu Long người ta nuôi dịch thì nó có một loại 6 tháng ký sinh để con lấy cái tập dịch thì nó ra như sao. Thì người ta thứ nhất, đây là con chi phô dạng da hay dịch chủ yếu ở Việt Nam. Còn một loại 6 tháng thứ hai là con này ở Hoa Kỳ và con này ký nhiệm chuồng ở Ba Lan. Như vậy có 3 loại, đây là những loại ký sinh trong các cái chủng tạp gia cầm của các loài chim. Bây giờ đây là con sáng máng chi cô dạng da, đó là trứng. Trứng cũng ra bên ngoài, sau đó là cái ấu trùng lông. Và ấu trùng lông cuối cùng cho ra chi vào ốc để cho ra ấu trùng đuôi. Ấu trùng đuôi sẽ xâm nhập qua da. Bây giờ nếu như một người bơi trong nước